đây là công ty văn hóa Phú Bắc Bắc Ái, 129 Đinh Tiên Hoàng. Không biết bây giờ còn học hay không, nhưng mà thấy cái bãi xe rồi cũng nhiều lắm, nên có lẽ không còn học nữa. Mình nhìn thấy rất là điêu tàn. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Đinh Tiên Hoàng. Trước mặt chúng ta đó là cái ngôi trường, trường Võ Thị Sáu, trường trung học phổ thông Võ Thị Sáu. Theo hướng này chúng ta sẽ đi đến cái cầu Bông, khoảng chừng 100-200m nữa thôi chúng ta sẽ đến cái cầu Bông. Người đó có cái quán bánh canh cua rất là nổi tiếng ha. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn các anh chị bạn cùng đi lang thang trên con đường Đinh Tiên Hoàng, đi đến cái trường trường mỹ thuật Gia Định ngày xưa. Theo hướng này chúng ta sẽ đi đến trường mỹ thuật Gia Định, một ngôi trường có rất là nhiều cái tên từ thời xưa cho tới bây giờ, trải qua rất là nhiều thời kỳ. Thì bây giờ chúng ta có dịp cùng nhìn lại cái ngôi trường xưa của mình ha. Nếu các anh chị bạn đã từng gắn bó với ngôi trường này một thời, nơi đây cũng có cái chợ Bà Chiểu, nhưng mà chúng ta sẽ gặp nhau trong cái chợ video chợ Bà Chiểu nha. Thì nói về ngôi trường Gia Định, trường mỹ thuật Gia Định, thì ngày xưa bắt đầu từ cái tên trường vẽ Gia Định, rồi trường trang trí mỹ thuật Gia Định, trường mỹ nghệ thực hành Gia Định, trường quốc gia trang trí Gia Định, cao đẳng mỹ thuật thành phố. Rất là nhiều cái tên, nhưng mà chúng ta thấy luôn gắn liền với chữ Gia Định, vì đây ngày xưa là một phần của thành Gia Định, tỉnh Nam Kỳ. Nơi đây là trung tâm của lục tỉnh Nam Kỳ. Rồi chúng ta sẽ đi lang thang trên con đường này cùng ngắm lại những cái khung cảnh của ngày xưa, để xem các anh chị các bạn có cái ký ức gì về cái khung cảnh này không ha. Ngày xưa ở đường Đinh Tiên Hoàng này có cái rạp hát, nhưng mà mấy cái rạp đó thì bây giờ không còn nữa. Những công trình đã phai màu theo thời gian. Sài Gòn bây giờ là 11 giờ rưỡi. Thì hôm nay em dẫn bạn đầu nhỏ đi ăn sáng rồi về đi hết tóc xong thì thông thả, thì em lại cùng lang thang với các anh chị và các bạn. Đi tới tí nữa chúng ta sẽ đi đến đường trường mỹ thuật Gia Định, và nơi đó có cái chợ. Hôm nay chúng ta sẽ đi hai ba trường ở khu vực này luôn ha. Ở đây còn có cái trường ngày xưa nữa, đó là trường Hồ Ngọc Cẩn. Chút xíu nữa chúng ta sẽ gặp nhau trong video Hồ Ngọc Cẩn ha. Đây cũng có cái công trình ngày xưa nè, nhìn nhưng mà bây giờ là Cienco.
như đó, tiếc là em không có ở khu vực này nhiều, nên những cái thông tin về ngày xưa thì em không có rõ, nên các anh chị các bạn xem rồi góp ý nha, để giúp cho em được biết nhiều hơn về thông tin ngày xưa. Và các bạn, nếu mà các bạn trẻ xem thì có thể cập nhật những cái dấu tích của thời gian. Đây có cái hẻm 127 Đinh Tiên Hoàng. Hẻm đó đi vô một cái khu cư xá, khu chung cư. Có thể những cái tấm lam tròn tròn, ngói đỏ đỏ là ngày xưa ngân hàng hay xây dựng cái kiểu đó. Đây là ngân hàng Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Băng, nhìn rất là điêu tàn, có lẽ đóng cửa rồi. Con đường này ngày xưa có một cái hàng me rất là lớn, mát đó. Nhưng mà bây giờ những cái me này nó không còn nhiều, thay vào đó những cái cây dầu rất là lớn. Ở đây cũng có rất là nhiều cái nhà xưa, cái công trình xưa. Nhưng mà rất tiếc em không biết nhiều về thông tin về những cái địa điểm này, thành thử chỉ cập nhật cho các anh chị các bạn xem một số hình ảnh. Vì những cái tài liệu xưa bây giờ cũng rất là hiếm rồi, mỗi trang nói mỗi kiểu mà mình cũng không biết đâu là đúng. Chúng ta thấy trước mặt chúng ta đó là cái ngôi trường rất là lớn, nhưng mà theo dấu tích thời gian thì ngôi trường này rất là lụp sụp rồi. Bên đây thì có sân khấu Kim Ngân. Có lẽ ngày xưa đây là cái rạp ta tới đường đây là Vũ Tùng, đường Vũ Tùng để đi vô chợ Bà Chiểu. Những người buôn bán ở đây họ ngủ ở đây luôn ha. Khúc này bán rất là nhiều cây. Rồi chúng ta cùng nhìn ngắm lại cái ngôi trường xưa nha. Nếu các anh chị các bạn có ai học ngôi trường này thì cho em xin cái comment nha. Rồi biết đâu trong những cái comment đó các anh chị các bạn có thể gặp lại những người thân, người quen của mình. Rồi chúng ta qua đường nha. Bên đây là khu đất trống. Cái trường này bây giờ rất là hoang tàn. Ở dưới trường bán cây kiển. Ta nhìn đối diện trường bên kia đó là lăng ông Bà Chiểu, rất là rộng ở cái khu vực này, khuôn viên rất là rộng.
thấy một cái khung cảnh, những cái hình ảnh rất là cũ. Ngôi trường này ngày xưa rất là lớn mà. Đó, mình đi nãy giờ mà cũng chưa hết cái đoạn mặt tiền của trường. Đây là công ty văn hóa Phú Bắc Bắc Ái, 129 Đinh Tiên Hoàng. Không biết bây giờ còn học hay không, nhưng mà thấy cái bãi xe mà cũng nhiều lắm, có lẽ không còn học nữa. Mình nhìn thấy rất là điêu tàn. Mình đi đến tí nữa đó là đường Chi Lăng ngày xưa, và bây giờ là đường Phan Đăng Lưu, để đi về Phan Đăng Lưu, đi về quận Phú Nhuận. Biết nhìn những cái hình ảnh này các anh chị có ký ức gì hay không ha, nhưng mà anh nhìn thấy nó rất là mang cái nét của ngày xưa và cái kiểu để hoang không có sử dụng nữa. Bên đây là trường Trương Công Định, trường trung học cơ sở Trương Công Định. Ngày xưa thì trường mỹ thuật Gia Định chỉ là dạy mỹ thuật thôi. Sau này mở thêm cái cấp 2, cấp 3, cơ sở cấp 2, cấp 3. Nhưng mùa này là mùa hè nên trường cũng đóng cửa. Trước cổng trường thì có những người họ bán nón bảo hiểm, rồi mắt kiến, rồi đồng hồ. Ngay chỗ gốc này có cái dấu tích của thành Gia Định. Rồi, một số hình ảnh ở ngôi trường mỹ thuật của Gia Định gửi các anh chị và các bạn. Hy vọng chúng ta sẽ chia sẻ nhau nhiều hơn về cái thông tin ngôi trường này ha. Bên đây là mặt đường Chi Lăng ngày xưa, và bây giờ là đường Phan Đăng Lưu. Theo hẳn này mình sẽ đi về Phú Nhuận và ngược lại chúng ta sẽ đi về bến xe miền Đông, xa cảng miền Đông. Rồi, cho em xin tạm dừng cái video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã luôn đồng hành và quan tâm theo dõi. Chúc các anh chị luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Để tiện việc xem lại video thì các anh chị có thể bấm nút đỏ đăng ký, rồi bấm hình cái chuông để khi em có cái video mới thì nó sẽ báo lên thiết bị của các anh chị và các bạn. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.